báo Văn Nghệ lên án giáo sư Ngô Bảo Châu. Tuần báo Văn Nghệ thuộc Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Thành phố Hồ Chí Minh, số 459 ra ngày 26 tháng 7 năm 2017 có bài viết Ngô Bảo Châu trên con đường trở thành ngụy dân chủ phản bội dân tộc mình của tác giả An Chiến. Bài viết nói rằng giáo sư Ngô Bảo Châu hành xử như một kẻ vô lại, không có học thức. Không rõ giáo sư Ngô Bảo Châu sẽ phản ứng thế nào sau khi đọc bài viết này. Hiện ở trên mạng xã hội có nhiều lời bàn ra tán vào, có nhiều người ủng hộ và đồng tình với bài báo Văn Nghệ mà viết ở trên trang của mình. Đồng thời cũng có nhiều người lên án bài báo rằng họ đang công kích cá nhân ở giáo sư Ngô Bảo Châu. Hiện có nhiều lời đề nghị của cư dân mạng cho rằng giáo sư Ngô Bảo Châu nên mời các luật sư này trong và ngoài nước khởi kiện tác giả tờ báo này ra tòa về tội lăng nhục ông. Vậy theo bạn, ý kiến của bạn sẽ như thế nào? Mời các bạn cùng theo dõi bài báo trên. Bài báo Ngô Bảo Châu trên con đường trở thành ngụy dân chủ phản bội dân tộc mình. An Chiến, 26 tháng 7 năm 2017. Sau khi giải được các bài toán về bổ đề gì đó mà đa số dân Việt Nam không có mấy khi được biết là để dùng vào việc gì, Ngô Bảo Châu đạt giải toán học phiêu. Sau đó, với tinh thần ưu đãi người tài, Ngô Bảo Châu được chính phủ mời về nước, được tôn vinh, được cấp một căn hộ trị giá 12 tỷ Việt Nam đồng ở tòa nhà Vincom, là viện trưởng viện nghiên cứu cao cấp về toán. Tuy nhiên, từ khi đạt được giải thưởng danh giá trên, đến nay hầu như bản thân giáo sư Ngô Bảo Châu chưa có những thành tích gì thêm đóng góp cho nền toán học nước nhà. Chỉ thấy, thời gian của giáo sư toán dường như không dành cho việc nghiên cứu toán, mà lại dành cho những việc chõ mồm vào để đá xéo chế độ, một chế độ đã cho bản thân Ngô Bảo Châu và gia đình những ưu đãi tốt. Cái này người ta thường gọi là Ngô Bảo Châu đang phản bội người nuôi dưỡng của mình, dân tộc mình. Ngày 19 tháng 5 năm 2016 vừa qua, trong khi người dân cả nước nói chung và những người dân Nghệ An nói riêng thành kính kỷ niệm 126 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, thì một nhân vật mang có học hàm giáo sư ở độ tuổi còn khá trẻ viết lên trên mạng xã hội rằng có quý mến ai thì mong họ thoát khỏi vòng luân hồi, đừng bắt họ sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta. Có lẽ do bị nhiều gạch đá từ dư luận vì status thiển cận trên của giáo sư Ngô Bảo Châu đã ẩn nó đi. Nhưng cộng đồng mạng đã nhanh chóng chụp lại những bằng chứng trên để một phát ngôn nông cạn của một nhân vật mang học hàm giáo sư hẳn hoi như Ngô Bảo Châu. Có lẽ không cần phải giải thích gì thì những người tiếp cận tút trên của Ngô Bảo Châu đều hiểu là vị giáo sư này đang muốn nói điều gì. Tôi chưa được tiếp xúc với Ngô Bảo Châu nên không biết Châu giải toán như thế nào, nhưng chỉ qua mấy câu chữ trên thì thấy ở một vị mang hàm giáo sư nhưng phát ngôn rất hồ đồ. Nếu nói về Phật giáo, Ngô Bảo Châu đang dùng sai khái niệm. Theo Wikipedia thì luân hồi là một phạm trù trong nội Phật giáo, chỉ vòng sinh tử, những lần đầu thai tiếp nối nhau, trạng thái bị luân chuyển của một loài hữu tình khi chưa đạt giải thoát, chứng ngộ niết bàn. Theo quan niệm của Phật giáo, thoát khỏi vòng luân hồi hay không chẳng do thế lực nào quyết định, ngoài sự tu thân tích đức của chính chúng sinh đó. Các Đức Phật và Bồ Tát đều đã thoát khỏi luân hồi mà không phải là nhờ có chúng sinh cầu mong cho họ điều đó, và điều đó cũng không phụ thuộc việc ai bắt họ phải sống tiếp như thế nào. Nhưng dù có cả nghìn năm trôi qua, nhân loại vẫn tiếp tục xưng tụng họ tu học theo con đường mà họ đã chỉ dẫn. Chủ tịch Hồ Chí Minh là lãnh tụ kính yêu của dân tộc Việt Nam, nhân dân cả nước trải qua các thế hệ đều yêu quý, trân trọng, thành kính và noi theo người. Bây giờ và mãi sau này cũng sẽ là như vậy, bởi Bác Hồ là tượng trưng cho những giá trị có tinh thần trường tồn của dân tộc: độc lập, tự do, hạnh phúc. Việc người có thực sự ở cõi niết bàn hay không chắc chắn không liên quan gì đến sự nghiệp của đất nước hay của cá nhân, nhưng những giá trị chuẩn mực về đạo đức và tư tưởng của người thì đã, đang và sẽ luôn là mục tiêu hướng tới của cả dân tộc mình trên mảnh đất cong cong hình chữ S nằm trên bờ bên bờ Biển Đông. Một quốc gia bước ra từ chiến tranh liên miên do bị các nước thực dân đế quốc và trước đó là hơn ngàn năm Bắc thuộc đầy rẫy những hậu quả của chiến tranh, mất mát đau thương về người, kinh tế kiệt quệ, các phương tiện vật chất bị phá hủy. Vì thế, dù trải qua hơn 40 năm sau chiến tranh, sự nghiệp xây dựng đất nước còn gặp nhiều khó khăn, không chỉ một bàn tay hay một nhóm bàn tay nào đó mà cần phải sự chung tay, góp sức của cả dân tộc thì mới có thể vực dậy và phát triển đất nước. Đó cũng là lý do chính phủ bỏ ra nhiều ưu đãi mà ít ai nhận được để mời giáo sư Ngô Bảo Châu, một vị giáo sư về toán học để về nước giúp sức cho đất nước. Nếu ở giáo sư này không hài lòng về chế độ thì tại sao lại xuất phát từ một công dân Việt Nam mang học hàm giáo sư?
Ngô Bảo Châu không có những hành động văn minh hơn thể hiện đẳng cấp của giáo sư của mình trong việc góp ý trên tinh thần xây dựng quê hương đất nước ngày càng hoàn thiện hơn. Ngược lại, giáo sư Ngô Bảo Châu đang hành xử như một kẻ vô lại, không có học thức với những trò đánh lén sau lưng. Một mặt, Ngô Bảo Châu nhận vinh quang, nhận những ưu đãi cả về vật chất lẫn tinh thần mà chế độ xã hội chủ nghĩa này tặng, dùng nó để gây ảnh hưởng trong xã hội. Mặt khác, giáo sư Ngô Bảo Châu đã đa bát khi thỉnh thoảng rỉa rói mắc ngoáy một số vấn đề với những ngôn từ hạ đẳng không xứng tầm của một vị mang hàm học giáo sư như Ngô Bảo Châu. Khi đánh giá về lịch sử thì nên đặt trong bối cảnh của lịch sử, rồi hãy phán xét này nọ với tư cách là thế hệ sau này. Và cách phát ngôn của giáo sư này cũng không khác gì phương pháp chụp mũ. Facebook Nam Trương Hải thẳng thắn bình luận: chuyên môn thì thiếu tập trung, lo chuyện đâu đâu làm gì, buồn quá cho một trí thức thiếu hiểu biết. Còn Facebook Phạm Quang Hưng thì chua chát thở dài bình luận: anh ấy nói gì là việc của anh ấy, nhưng thực sự em không quái giáo sư toán mà chả thấy post gì về toán học cả, một hồi thành giáo sư biết tút thì buồn. Đó là hai trong hàng trăm, hàng ngàn bình luận của dư luận chỉ trích giáo sư Ngô Bảo Châu với status thiếu văn minh và có tính bồng bột phiến diện trên. Mới đây nhất, ông giáo sư biết tuốt này lại đăng đàn xã hội kêu gọi cư dân mạng ủng hộ lời kêu gọi của nhà ủng hộ kêu gọi nhà nước thả một tội phạm đã bị tòa án nhân dân kết án trong phiên tòa sơ thẩm, một tội phạm xâm hại an ninh quốc gia là mẹ nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh. Dĩ nhiên chẳng có ai quan trọng lời kêu gọi của ông này. Tuy nhiên đã thấy rõ giáo sư Ngô Bảo Châu sắp thành một ngụy dân chủ. Đáng tiếc lắng thay, từ khi đạt giải thưởng Phiêu cùng với việc bùng nổ mạng xã hội Facebook, có lẽ rằng giáo sư Ngô Bảo Châu đang bị ảo tưởng, ngộ nhận với những số lượt like và share của những Facebook ảo. Những con số này trên mạng xã hội và những lời lẽ nịnh nọt từ cộng đồng mạng đã biến giáo sư Ngô Bảo Châu từ một nhà khoa học chân chính, nhà toán học với những phát ngôn ất ơ bị dư luận lên án. Nếu không sớm tỉnh ngộ, Ngô Bảo Châu sẽ không thoát khỏi tình trạng thân bại danh liệt. Cấp cao APEC 2017 tại Việt Nam của Tổng thống Donald Trump được sự quan tâm đặc biệt của dư luận quốc tế. Theo lịch trình, chuyến công du lần này của ông và phu nhân bắt đầu từ ngày 3 tháng 11 đến ngày 14 tháng 11 năm 2017. Tuy nhiên, có một điều đặc biệt là phu nhân của Tổng thống, bà Melania Trump, sẽ quay trở về Mỹ sau khi kết thúc chuyến thăm Trung Quốc. Ngày 10 tháng 11 năm 2017, bà sẽ không cùng chồng mình tới thăm Việt Nam. Đây có lẽ là điều hết sức bình thường đối với mọi người. Thế nhưng đối với đám dân chủ quốc nội thì đó lại là một sự thất vọng không hề nhỏ. Câu hỏi đặt ra, tại sao đám dân chủ cuội lại mong ngóng sự xuất hiện của phu nhân Tổng thống Trump đến như vậy? Chúng ta không khó để trả lời câu hỏi này. Sự có mặt của Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Việt Nam đối với đám dân chủ phá hoại thật sự không mang lại cho chúng nhiều hy vọng. Bởi lẽ vấn đề dân chủ nhân quyền đối với Tổng thống Trump không phải là mối quan tâm hàng đầu. Với quan điểm nước Mỹ trên hết, ông sẽ tập trung vào các vấn đề kinh tế để đẩy mạnh phát triển kinh tế Mỹ và những vấn đề làm cản trở sự hợp tác, trong đó có vấn đề nhân quyền luôn được vị Tổng thống này bỏ qua. Ngược lại, đối với phu nhân Melania thì đám dân chủ có thể trông chờ được. Bởi điểm nổi bật thể hiện sự quan tâm của bà đối với vấn đề nhân quyền, trong đó có Việt Nam, đó là vào ngày 29 tháng 3 giờ Việt Nam, phu nhân Tổng thống Hoa Kỳ Melania Trump và Thứ trưởng Ngoại giao Thomas A. Sharon đã trao giải Phụ nữ quốc tế can đảm lần thứ 11 cho các ứng viên trên thế giới, trong đó có Nguyễn Ngọc Như Quỳnh của Việt Nam. Điều đó cho thấy, ở phương trời xa, bà Melania còn quan tâm đến phong trào dân chủ Việt Nam, thì nếu bà đến trực tiếp thăm Việt Nam lần này sẽ là cơ hội tốt để đám dân chủ có thể tố Việt Nam vi phạm nhân quyền cho bà và có thể đề cử một số cá nhân hoạt động tiêu biểu để cho bà tiếp tục vinh danh. Chính vì vậy, khi mà Bộ Ngoại giao Mỹ phát đi thông tin về chuyến công du châu Á-Thái Bình Dương lần này của vợ chồng Tổng thống Trump thì đám dân chủ đã mở cờ trong bụng. Ngay lập tức chúng dở các chiêu bài quen thuộc. Chúng sử dụng con của Nguyễn Ngọc Như Quỳnh là công cụ cho cháu viết thư kêu gọi phu nhân Tổng thống quan tâm can thiệp để Việt Nam trả tự do cho Nguyễn Ngọc Như Quỳnh. Ngoài ra, chúng còn viết bài kêu gọi các hoạt động chuẩn bị để tìm cách tiếp xúc với phu nhân Tổng thống. Ấy vậy mà phu nhân Tổng thống Trump lại không đến Việt Nam. Điều này khiến cho đám dân chủ thất vọng và ngay lập tức đám này quay trở lại đá xoáy phu nhân Tổng thống rằng bà chơi hỏng đẹp, thể hiện sự thất vọng đến tột cùng của mình. Ôi, không trời 20, niềm vui tương lai đang chờ em.
Trần Vũ Hải lại xuyên tạc cuộc chiến chống tham nhũng. Bản chất là một kẻ cơ hội thì luôn biết tận dụng mọi tình huống, mọi vụ việc để vụ lợi. Bản chất của một kẻ trí trá lươn lẹo, tiểu nhân thì luôn chỉ nghĩ cách xuyên tạc bịa đặt bằng mọi giá. Rất tiếc, cả hai bản chất đấy đều được tô đậm trong con người Trần Vũ Hải. Cuộc chiến chống tham nhũng của lãnh đạo Đảng, Nhà nước đang được nhân dân đồng tình ủng hộ, cho thấy không có vùng cấm, phải lôi bằng được con chuột ra khỏi bình mà không làm vỡ bình, đã cho thấy chủ trương chống tham nhũng mang đậm tính văn hóa Á Đông và chiều sâu nhân văn, cũng như tính chất khó khăn của cuộc chiến này mà ông Tổng Bí Thư đang là người lái con tàu. Hàng loạt quan chức cấp cao, thậm chí đã nghỉ hưu, đã bị lôi ra xử lý từ cựu Bộ trưởng Nguyễn Huy Hoàng cho đến cựu Ủy viên Bộ Chính trị, đang tại vị Đinh La Thăng. Ai cũng đều thấy rõ, cuộc chiến ấy chưa dừng lại, sẽ lôi dần dần những con chuột ra khỏi bình, thì kẻ cơ hội, trí trá, lươn lẹo như Trần Vũ Hải lại lộ ra là kẻ đang tìm cách phá, tìm cách xuyên tạc và tìm cách lợi dụng. Trong bình luận ngày 2 tháng 8 trên Facebook, giữa lúc dư luận đang hào hứng vì đã túm được con chuột đào thoát là Trịnh Xuân Thanh, thì Trần Vũ Hải đâm đặt rằng cuộc chiến này chỉ là bắt chước Trung Quốc, chỉ nhằm vào quan chức có nguồn gốc doanh nhân, vào những người đã về vườn. Xin trích. Việt Nam bắt chước diệt hổ nhưng chưa thấy bắt và xử án quan chức cao cấp nào, trong khi bắt và xử án hàng trăm doanh nhân hay quản lý doanh nghiệp thuộc loại có hạng. Ông Trịnh Xuân Thanh mang danh Phó Chủ tịch tỉnh nhưng bị bắt vì những việc do ông làm quản lý doanh nghiệp nhà nước. Có gì sai sai? Hay chống tham nhũng ở Việt là nhằm vào giới doanh nghiệp, đối tượng thường phải phục dịch, lại quả cho quan chức đủ hạng? Quan chức Việt chỉ vi phạm chơi chơi thôi, chứ không tham nhũng nên chỉ bị kỷ luật hay cùng lắm là bị cách chức, phần lớn là cái nguyên. Phải chăng bà Thứ trưởng một bộ đang bị chờ xử lý? Trước đó cả dàn lãnh đạo một bộ đã lên thớt, chắc chưa phải là quan chức theo góc nhìn của ông luật sư này. Tội phạm tham nhũng tất yếu liên quan đến doanh nghiệp sân sau. Vậy khi xử lý kẻ nhận hối lộ lại bỏ qua cho kẻ hối lộ, thì thử hỏi ông luật sư này đang đứng trên góc độ pháp lý nào khi xem xét một vụ án. Trước bình luận này, ông luật sư này tung lên miếng mồi nhử rằng các quan chức Việt nên học giới chính trị Mỹ trong việc thuê dàn luật sư tư vấn pháp lý cho mình để hạ cánh an toàn, tránh xảy ra những điều đáng tiếc lỡ trớn khi đương nhiệm. Đã bị chính ông Nguyễn Quang A và nhiều đồng bọn chỉ ra tâm địa cơ hội đều giả khi họ đều hiểu rõ bản chất của một luật sư cơ hội như Trần Vũ Hải là vẽ đường cho hiêu chạy. Việc bắt Trịnh Xuân Thanh để điều tra về vụ án tham nhũng khủng và phanh phui những kẻ liên can rõ ràng thể hiện quyết tâm của chính phủ sau hàng năm trời thương thuyết không thành công với chính phủ Đức và trong tình thế phía Đức đang định cấp quy chế tị nạn chính trị cho con chuột khủng này của Việt Nam. Trong khi phía Đức không có căn cứ thuyết phục nào chống lại Việt Nam, ngoài nguồn tin từ đám phản động như Bùi Thanh Hiếu đã vội vã trả đũa về ngoại giao đòi Việt Nam phải trả Trịnh Xuân Thanh về để cấp quy chế tị nạn, đã cho thấy một thế lực ở Đức đang chống lại tiến trình quan hệ tốt đẹp giữa hai nước. Song phía Việt Nam đang hành xử hết sức ôn hòa, mềm mỏng, vừa bóc trần và vừa chỉ mặt đặt tên thế lực ngầm này, vừa thể hiện thiện chí không muốn phá hỏng nền tảng quan hệ hai nước, thì Trần Vũ Hải lại hết lời ca ngợi sự chính nghĩa của Đức và bôi nhọ phía Việt Nam theo kiểu lãnh đạo Việt Nam cần làm mọi thứ để đừng làm xấu đi quan hệ hai nước, hãy chấm dứt những thủ đoạn dối trá hỏng che mắt người Đức. Họ thuộc một trong những dân tộc có trí tuệ và kỷ luật nhất thế giới. Kiểu tham mưu của Trần Vũ Hải là chính quyền phải sử dụng đồng bọn của ông ta mới giải quyết được vấn đề và thí tốt một số quan chức để êm thấm vụ việc. Giải pháp của Trần Vũ Hải với người hiểu chuyện mới thấy hết sự đều giả, tầm lợm của ông ta. Một kẻ mà chính trong thâm tâm đã tự đánh mất đi lòng tự tôn, tự chủ dân tộc, cũng như chuyên đâm bị thóc, chọc bị gạo bằng những giải pháp dở nhất, đều cáng nhất, phá thối nhất. Khi một kẻ có học mà đều giả và bất lương thì tất sẽ có nhiều trò để chống phá. Trần Vũ Hải cũng giống như dàn luật sư nhân quyền tụ tập quanh ông ta trong cái gọi là nhóm luật sư vì công lý, là những kẻ chuyên khoác lác, nhận bào chữa miễn phí cho những nhà dân chủ, người khiếu kiện đất đai. Nhưng thực chất, khoản tiền khủng từ đám phản động quyên góp đưa cửa sau, cũng như đòi hợp đồng bóc tận xương tủy từ người dân khiếu kiện, vốn cùng đường nhưng bị chính đồng bọn trong làng dân chủ suối bẩy đưa đường tìm đến ông ta. Những thân chủ nạn nhân ở Thái Nguyên, Nam Định, Tây Nguyên,
khốn khổ và thậm chí làm đơn tố cáo chính quyền khi nhận ra bản chất thật của hắn ta. Trong vụ đồng tâm mới đây, càng thấy rõ bản chất cơ hội lưu manh, đục nước béo cò của Trần Vũ Hải. Khi thấy mùi có thể nổi tiếng thì khua chiêng gõ mõ, bất chấp mọi thủ đoạn để nhảy vào đồng tâm. Khi thấy bất lợi, thua trắng bụng thì rút êm không kèn không trống. Đã bị Chủ tịch Nguyễn Đức Chung điểm đúng huyệt bằng cả bài giảng giáo huấn, cảnh cáo được truyền thông bê nguyên không thiếu chữ nào lên các báo, những tưởng đã đủ y ê mặt. Làng dân chủ như ông Nguyễn Quang Hà đang sống dựa vào đám luật sư thiếu tài thiếu đức nhưng thừa lưu manh như Trần Vũ Hải, thao nào đánh đầu thua đó. Một cái tên không quá xa lạ đối với cộng đồng mạng xã hội Việt Nam. Đây thực chất là một tổ chức phản động núp dưới chiêu bài đấu tranh dân chủ nhân quyền để có tiền và tiến hành dụ dỗ, lôi kéo, kích động quần chúng nhân dân tham gia các hoạt động tụ tập, biểu tình, gây rối an ninh trật tự nhằm mục đích lật đổ chính quyền nhân dân, thách thức sự nghiêm minh của pháp luật. Với các hành vi vi phạm không thể chối cãi, Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với 6 bị can là thành viên của Hội Anh em Dân chủ gồm Nguyễn Văn Đài, Lê Thu Hà, Phạm Văn Trội, Nguyễn Trung Tôn, Trương Minh Đức và Nguyễn Bắc Truyển trong vụ án Nguyễn Văn Đài cùng đồng bọn hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Đây là điều mà các đối tượng phản động hết sức nguy hiểm. Mặc dù đã được các cơ quan chức năng giáo dục, thuyết phục, nhắc nhở, nhưng ngày càng tỏ ra ngoan cố và có các hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng nhằm mục đích lật đổ chính quyền nhân dân, thách thức sự nghiêm minh của pháp luật. Bên cạnh đó, để đấu tranh làm rõ những hành vi vi phạm pháp luật, chống phá chính quyền nhân dân của Hội Anh em Dân chủ, Cơ quan An ninh Điều tra Công an thành phố Hà Nội đã gửi giấy triệu tập đối với Lê Anh Hùng và Trương Văn Dũng. Có thể thấy rằng Lê Anh Hùng và Trương Văn Dũng đều là các thành viên giữ vị trí, vai trò quan trọng trong Hội Anh em Dân chủ. Trong đó, Lê Anh Hùng được biết đến là một kẻ tâm thần chính trị, nổi tiếng trong giới dân chủ với khả năng rối loạn hoang tưởng dai dẳng, mất khả năng nhận thức và điều khiển hành vi. Và cũng chính khả năng có 102 này mà hắn tỏ ra là một kẻ ngông cuồng, không còn coi ai ra gì, sẵn sàng chửi luôn cả mẹ đẻ, bất chấp các quy định của pháp luật, công khai tuyên truyền xuyên tạc chủ trương đường lối của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, gây bức xúc trong quần chúng nhân dân. Trước tình hình đó, Công an thành phố Hà Nội và gia đình đã từng nhiều lần đưa hắn vào cơ sở chữa bệnh bắt buộc để điều trị bệnh tâm thần phân liệt. Tuy nhiên, sau khi ra trại, Hùng lại tiếp tục ngựa quen đường cũ, tiếp tục dấn thân vào các hoạt động chống phá đảng, nhà nước, tham gia vào nhiều tổ chức hội nhóm phản động như Nghiên cứu Thể chế, Hội Anh em Dân chủ. Trong đó, Lê Anh Hùng thường xuyên biên soạn, tán phát các tài liệu có nội dung tuyên truyền xuyên tạc, phỉ báng chính quyền nhân dân, phao tin bịa đặt gây hoang mang trong nhân dân, xuyên tạc vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, quản lý nhà nước và sự điều hành của chính phủ, bôi nhọ lãnh đạo đảng và nhà nước, đăng tải trên mạng Internet, gửi cho các tổ chức cá nhân phản động, lưu vong người Việt và các thế lực thù địch bên ngoài sử dụng chống phá nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Bên cạnh Lê Anh Hùng, Trương Văn Dũng cũng là thành viên quan trọng, cánh tay đắc lực của Hội Anh em Dân chủ. Trước đây, Trương Văn Dũng hành nghề xe ôm. Tuy nhiên, thay vì sống một cuộc sống lương thiện, thì Dũng lại chọn cho mình con đường không giống ai, đó là chấp nhận dấn thân vào con đường dân chủ, lợi dụng vấn đề tự do dân chủ, nhân quyền để lên mặt dạy đời, thậm chí tuyên truyền xuyên tạc, vu cáo chủ trương đường lối của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, gây bất bình trong quần chúng nhân dân. Như vậy, với những hành vi chống phá chính quyền nhân dân, việc Cơ quan An ninh Điều tra Công an thành phố Hà Nội đã gửi giấy triệu tập đối với hai đối tượng Lê Anh Hùng và Trương Văn Dũng, thành viên của Hội Anh em Dân chủ, là hoàn toàn hợp lý và phù hợp với các quy định của pháp luật Việt Nam. Đây chính là hồi chuông cảnh tỉnh cho những ai đã và đang cũng như sẽ có hành động lợi dụng vấn đề dân chủ nhân quyền để chống phá đảng, nhà nước.